Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có nhiều phước hạnh Chúa ngày ban cho. Và trong lúc chúng ta ngợi khen Chúa thì tôi thấy được Chúa ngày nhắc nhở một điều, đó là chẳng những Chúa ngày ban phước trên chúng ta, cứu chúng ta làm con cái của Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy cả một cái chương trình của Chúa thật là lớn lao. Chúa ngài sắp đặt để có những người nuôi dưỡng chúng ta, rồi có những lúc Chúa ngài đã sai những người đến để kéo chúng ta ra khỏi cái chỗ mà chúng ta bị kẹt, để rồi chúng ta được tự do, chúng ta bước ra, chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta giúp đỡ cho người khác ở trong ơn của Chúa. Thật là một thế sự sắp đặt thiên thượng thật là tốt đẹp. Chủ nhật vừa qua có một thiếu nữ đã từng đưa dì của mình và các em đến để cùng thờ phượng Chúa chúng ta ở trong ngày lễ phục sinh. Thì Chủ nhật vừa rồi cô lại mời được cha của mình đến để nhóm lại với chúng ta. Và Chúa ngày sắp đặt một cách rất lạ lùng, cô đến, cô nói riêng với tôi là cảm ơn Chúa lắm mục sư, bởi vì con cầu nguyện và chọn Ngài để đưa ba con đến. Và con cầu nguyện để Chúa ngày cho ông nghe được một cái sứ điệp mà ông cần nghe. Thì cảm ơn Chúa đến nơi thì nghe mục sư giảng bài giảng vừa rồi, con cảm ơn Chúa lắm. Con tìm những câu kinh thánh ở trong điện thoại của con và đưa cho ba của con xem về những điều mà mục sư giảng. Cảm ơn Chúa. Cô cầu nguyện và xin Chúa ngày sắp đặt để đưa ba của cô đến đúng ngay ngày Chủ nhật mà Chúa ngày cho chúng ta học về cái quan điểm của con người, làm thế nào để có thể bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Không dựa trên công đức cá nhân, nhưng mà dựa trên cái lòng hạ mình, ăn năn và xin sự thương xót của Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi Chủ nhật cũng có một cái sự sắp đặt cũng rất đặc biệt. Có một ông người Mỹ, người Mỹ trắng, và đưa một người bạn gái của mình là người gốc Spanish đến để nhóm lại với chúng ta. Và trong sau khi giờ ăn thì ông đến, ông nhắc tôi, nói rằng không biết mục sư có nhớ tôi hay không. Tôi nhiều năm trước là một cái người nghiện rượu, mà ở trong cái nhóm của những người gọi là AA. Thì tôi đã được giới thiệu và đến đây. Một sự có cầu nguyện cho tôi và giúp đỡ. Và nay thì tôi đã không còn nghiện rượu nữa, đã gần một thập niên rồi. Và tôi muốn trở lại để cảm ơn một sư là cái chức vụ của ông đã ảnh hưởng trên cuộc đời của tôi. Và ông kể lại thế nào Chúa ngài đã ban phước ở trên đời sống. Thì sau khi ông được sự giúp đỡ, thì ông nghe tin là con gái của ông cho biết là có một cặp vợ chồng họ ngủ ở ngoài lều ở phía sau cái thư viện chỗ cô làm việc. Thì mới báo cho một người cũng đã từng là người nghiện rượu được hậu thánh của Chúa tại để giúp đỡ, và đưa cặp vợ chồng đó đến với chúng ta. Và cảm ơn Chúa là cặp vợ chồng đó đã được con rể của tôi là Paul giúp đỡ rất là nhiều. Có những ngày mà kéo họ ra khỏi những cái giờ phút rất là khó khăn là bởi vì họ ngủ ngoài lều, mà trong những ngày lạnh thì chúng ta biết rằng rất là khó khăn cho họ. Và cảm ơn Chúa họ chở họ đi đến motel để cho họ có chỗ để ngủ ấm cúng qua đêm. Chúa ngài ban phước. Rồi Chúa ngài lại dùng mẹ của Kimmy là kể như Suya với chúng tôi đó. Có một cái trailer ở tại cái chỗ nhà giữ trẻ. Thì đã cho cặp vợ chồng này về đó ở để họ có thể gia nhập vào hay là trở lại trong cuộc sống. Bởi vì khi những người mà họ vô gia cư đó, họ rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn đó là họ không làm gì được. Bởi vì không có một cái địa chỉ gọi là ổn định, permanent address, thì không thể đi xin để lấy bằng lái trở lại. Mà không có bằng lái, không có địa chỉ gọi là permanent, thì không xin được bất cứ một cái sự giúp đỡ nào hết. Thì họ cứ tiếp tục ở trong cái chỗ vô gia cư, thiếu ăn, thiếu mặc, và nó cứ nằm ở trong đó. Trừ trường hợp có ai đó tin tưởng đủ, yêu thương đủ để kéo họ vào và cho họ có một cái nơi ở, cho họ có công việc làm, để rồi họ có thể xin được để lấy bằng lái và những cái công việc cần thiết. Thì cảm ơn Chúa, cặp vợ chồng đó là anh Michael Brown và cô Palmer mà chúng ta đã biết. Thì đã được cứu ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn, đã xin được bởi vì có một cái nơi ở gọi là ổn định, rồi xin được cái bằng lái và được giúp đỡ một chiếc xe. Bây giờ thì có thể đi làm lại và cuộc sống được được ổn định, làm có lương sinh hoạt. Thì có điều đáng tiếc là vợ của anh đã qua đời vì ở những cái ngày bị căng thẳng nhiều, cũng như là bệnh nền về bệnh tim. Thì khi việc cuộc sống bắt đầu được ổn định thì cũng là lúc mà bà đã qua đời. Nhưng mà anh John Robert làm chứng lại là thế nào anh quan sát và thấy cuộc đời của những con người này.
họ trong cái chỗ hết sức là khó khăn đến đến gọi là cái chỗ thấp nhất ở trong cùng thấp nhất ở trong cuộc đời. Thì nói rằng anh giới thiệu với hội thánh thì hội thánh đã giúp đỡ được cho cặp vợ chồng này đến mức độ mà anh ngạc nhiên là họ đã được chẳng những được giúp đỡ một vài lần giúp đỡ nhưng mà cuộc đời của họ đã được phục hồi, họ có được bằng lái xe, có công việc làm và có một cuộc sống được ổn định tốt đẹp trở lại. Thì cảm ơn Chúa. Anh cũng là người cầu nguyện để trở lại đến đưa cái người bạn gái của mình đi nhóm lại, thì anh cũng cầu nguyện là Chúa ngày hướng dẫn cho có một cái chủ nhật nào để có thể hướng dẫn cho người bạn này đến. Vì anh nói rằng cái lần đầu tiên mà anh đến, một trong những cái để lại trong anh một cái âm hưởng rất là lớn đó là bữa ăn thông công của hội thánh. Thì anh muốn dắt người bạn của mình đến để trải nghiệm được bữa ăn thông công. Thì anh chọn chủ nhật vừa rồi, mặc dù không biết, không có nghe là chúng ta đó là buổi ăn thông công đầu tiên mà chúng ta thành lập trở lại trừ những ngày lễ đặc biệt. Thì nhìn lại chúng ta thấy rằng không có gì ngẫu nhiên hết mà có một sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ngài tin cậy và Ngài thấy chúng ta giữ các ơn của Chúa, quản lý các ơn của Ngài một cách trung tín. Thì Chúa Ngài sắp đặt, Ngài tin cậy để đưa người đến đúng lúc, đúng cái thời điểm để công việc của Chúa có thể được thể hiện ra trên những cuộc đời này. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng nếu chúng ta có một thi ánh mắt như vậy để chúng ta quan sát việc Chúa làm, chúng ta sẽ thấy phước lắm. Bởi vì Chúa Ngài làm việc ở trên đời sống của chúng ta. Có những lúc cô đơn, có những lúc khó khăn, Chúa Ngài cũng sắp đặt đúng lúc, đúng chỗ để chúng ta có thể giúp đỡ được cho những người lân cận cũng như chính chúng ta đã được giúp đỡ. Trưa hôm nay thì tôi cũng có một cái cơ hội để tiếp chuyện với một tín hữu từ cái tiểu bang lân cận của chúng ta. Cô gặp những ngày rất là khó khăn ở trong cuộc sống mà trở nên như là buồn Chúa và nổi loạn với Chúa bởi vì không nghe được tiếng Chúa phán. Thì có dịp nói chuyện với cô Quách Thúy và cô Thúy đã giúp đỡ chia sẻ lời Chúa, động viên tinh thần của cô, và cô Thúy nói rằng con nên gọi mục sư Khánh vì mục sư có những lời tri thức từ nơi Chúa thì có thể giúp đỡ cho con. Và cảm ơn Chúa, sau một lúc chúng tôi giúp đỡ và chia sẻ những gì Chúa ngài bày tỏ thì cô được khích lệ rất là nhiều. Một trong những điều mà cô rất là tủi thân đó là tại sao mình không nghe được tiếng phán của Chúa, và cô cầu nguyện với Chúa điều đó. Thì tôi vì đã ráp những cái mẫu chuyện lại và những cái sự sắp đặt của Chúa thì cô vui trong nước mắt và cảm ơn Chúa là bởi vì một sự đã chỉ cho con thấy rằng con được Chúa thương lắm. Tại vì cô Thúy giới thiệu rồi giờ một sư giúp đỡ và khải đạo cho thì bây giờ con hiểu được là Chúa ngài nghe lời cầu nguyện và tất cả những gì con nỗi lòng của con với Chúa đó thì Chúa biết và Chúa sắp đặt để mục sư, để cô Thúy, để công việc mà Chúa cho trong ngày hôm nay. Mục sư trả lời điện thoại của con cũng làm việc rất đặc biệt. Mục sư có biết là con đang ở đâu không? Là con đi đến cái chỗ liều mạng, con nói rằng nếu mà Chúa ngài không phán với con, mục sư không bắt điện thoại, thì con cũng muốn lái xe đến đứng ngay cái chỗ trước cửa một cái nhà thờ để con nói rằng con rất là mong đợi để nghe tiếng phán của Chúa. Cảm ơn Chúa là khi câu chuyện chúng tôi nói thì là cô đang đứng ở trước một cái nhà thờ và cô nói rằng bây giờ thì con biết một cách rất là rõ ràng Chúa rất yêu thương con. Chúa nghe tất cả những nỗi lòng của con và Chúa ngài đã phán với con một cách rất là rõ ràng trong ngày hôm nay. Anh chị em, đó là những điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Và những người tân tín hữu họ cũng có thể kinh nghiệm được khi chúng ta nuôi dưỡng, khi chúng ta quan tâm và chúng ta chăm sóc đời sống của họ. Cảm ơn Chúa, xin mời anh chị em chúng ta để làm nền tảng cho thời giờ cầu nguyện buổi tối hôm nay, chúng ta cùng xem lời của Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 12 để chúng ta thấy tấm lòng của sứ đồ Phao-lô đối với tín hữu tại thành Tê-sa-lô-ni-ca cũng như là cái tinh thần của ông trong việc chăm sóc họ, dạy chúng ta những điều mà tôi cầu nguyện Chúa ngài cũng sẽ đặt ở trong tấm lòng của hết thảy chúng ta đối với những người tân tín hữu, những người đến với Chúa sau chúng ta. Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc chúng tôi đến thăm anh em không phải là vô ích. Nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Philip, chúng ta nhớ ông bị đánh đập, bị bỏ tù, vì cái tội là ông đã giúp cho một đứa đầy tớ gái được tự do khỏi quỷ phi tôn, là con quỷ cho người ta có khả năng để bối khoa đó. Thì chủ đã đem họ đến ở trước quan của thành phố và họ đã bị đánh đòn, họ bị bỏ tù và trải qua những cái sự khó khăn. Mà Chúa ngài đã giải cứu họ ở trong đêm tối đó. Thì chúng ta thấy rằng ông nhắc lại cái kinh nghiệm đó. Thì cái thành phố kế tiếp mà ông đi đến là tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca đó. Cho nên nói rằng, nhưng anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Philip,
chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để rao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối. Vì sự rao giảng của chúng tôi không xuất phát từ sự sai lầm, cũng không có ý đồ xấu xa hoặc để lừa dối ai. Trái lại, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác tin lành, nên chúng tôi cứ thế mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét tấm lòng chúng tôi. Như anh em biết, và có Đức Chúa Trời chứng giám, chúng tôi không bao giờ dùng những lời du nịnh hoặc vì động cơ tư lợi mà làm. Chúng tôi cũng không tìm kiếm vinh quang từ loài người hoặc từ anh em hoặc từ người khác. Dù rằng với tư cách là sứ đồ của đấng Christ, chúng tôi có thể đòi hỏi anh em tôn trọng chúng tôi. Nhưng giữa anh em, chúng tôi đã cư xử dịu dàng như một người vú săn sóc các con của mình. Chúng tôi trìu mến anh em đến nỗi sẵn sàng chia sẻ với anh em không chỉ tin lành của Đức Chúa Trời mà cả tính mạng, cả chính mạng sống của chúng tôi nữa. Bởi vì anh em đã trở nên những người yêu dấu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi lao nhọc và vất vả của chúng tôi. Trong khi rao giảng tin lành cho anh em và chúng tôi làm việc ngày đêm để không trở thành gánh nặng cho một ai ở trong anh em. Anh em làm chứng và Đức Chúa Trời cũng chứng giám rằng đối với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử một cách thanh sạch, công chính, không gì trách được. Anh em cũng biết chúng tôi đã đối xử với từng người trong anh em như cha đối với con, khích lệ, an ủi và khuyên nài anh em sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em vào vương quốc và vinh quang của Ngài. Chúng ta thấy tấm lòng của sứ đồ Phao-lô được nói đến ở trong phần Kinh Thánh này. Chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài cũng sắm sẵn tấm lòng của chúng ta cho những người sẽ đến với Chúa sau chúng ta trong những ngày sắp đến. Như tôi nói, hai câu chuyện của cô Minnie và Phan đưa cha của mình đến, cũng như anh John Robert đưa người bạn gái của mình đến, nhằm đúng vào trong cái bài giảng, đúng vào trong cái thời điểm mà chúng ta có những cái sinh hoạt tạm nói là lần đầu tiên hay là bất thường sau cái kinh nghiệm của COVID-19. Thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng sắp đặt tất cả mọi sự nằm ở phía sau. Chúng ta thấy sự chuẩn bị của Ngài, Ngài biết lúc nào để Ngài có thể khích lệ động viên tinh thần của những người thật sự khao khát muốn tìm biết ý của Chúa là sự cứu rỗi. Chúa sắp đặt đúng lúc, đúng nơi. Và đó là điều tuyệt vời mà chúng ta có thể thấy được ở trong ơn của Chúa. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì sứ đồ Phao-lô ông nhắc đến những ý ở tại đây. Thứ nhất là Chúa Ngài ban phước để ông không để cho cái sự đau khổ cũng như là khó khăn mà ông từng trải ở thành Philip khiến cho ông thối chí và yên lặng, không nói về Chúa nữa. Nhưng mà khi đến thành Tê-sa-lô-ni-ca thì ông nói gì? Tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để rao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối. Gặp chống đối, nhưng mà ông vẫn mạnh dạn rao giảng tin lành của Chúa. Đó là điều mà chúng ta cũng cần học ở trong đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta chờ cho đến lúc mà mọi việc đều tốt, mà mọi việc ở trong đời sống của chúng ta đều là ổn và tốt, thì nhiều người sẽ mất cơ hội để nghe về tin lành của Chúa. Cho nên học theo gương của sứ đồ Phao-lô, chúng ta mạnh dạn. Chúa mở chúng ta cánh cửa là chúng ta mạnh dạn, chúng ta rao giảng. Amen anh chị em. Bởi vì chờ cho đến khi mọi việc đều thuận lợi đó, thì chắc là sẽ không bao giờ có. Vì chúng ta sống ở trên thế gian thì chúng ta sẽ gặp những sự khó khăn, sẽ gặp những sự bắt bớ, những sự chống đối. Cứ làm, bởi vì Chúa Ngài đã cho chúng ta nếm trải được rồi. Bây giờ chúng ta mạnh mẽ, chúng ta chia sẻ lại cho người khác. Rồi chúng ta thấy ông cũng bày tỏ ra cái động cơ của tấm lòng của ông đó. Vì sự rao giảng của chúng tôi không xuất phát từ sự sai lầm, cũng không có ý đồ xấu xa hoặc để lừa dối ai. Trái lại, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác tin lành, nên chúng tôi cứ thế mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét tấm lòng của chúng tôi. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta có một thái độ như sứ đồ Phao-lô, thì chúng ta sẽ không để cho lời ra tiếng vào của những người xung quanh làm cho chúng ta chùn bước. Bởi chúng ta nhận cái trách nhiệm và chúng ta nhận được ơn của Chúa về tin lành cứu rỗi của Ngài. Chúng ta như trong ẩn dụ Chúa Giê-xu nói, chúng ta là những người đến để xin việc làm. Mà chủ cho một số người được vào để xin việc vào buổi sáng, rồi có người đến xin việc vào buổi trưa, và đến chiều sắp gọi là hết ngày làm việc, có những người cũng đến xin việc, chủ cho vô làm hết. Và cái điều đặc biệt là chủ đã trả lương cho tất cả đều đồng nhau. Thì chúng ta thấy những người đến buổi sáng xin việc và được chủ giao cho công việc, thì có cái ý phàn nàn là tại sao những người này mới đi vào làm việc là sắp đến hết giờ làm việc của một ngày
mà lại được lương giống như chúng tôi? Thì câu trả lời của chủ đó là cái công việc và tiền lương đó xứng đáng, bởi vì đó là lương mà đã định cho một ngày. Thì cái quyền của chủ là người đến từ sáng sớm bắt đầu của ngày làm việc cho đến cái người sắp hết giờ làm việc, thì cái lương là quyền của chủ quyết định. Điều đó dạy chúng ta một điều rằng dù chúng ta tin Chúa trước hay là tin Chúa sau đó một thời gian, hay là tin Chúa trong những giai đoạn cuối, vấn đề của chúng ta là chúng ta được trả cùng một tiền lương, đó là sự sống đời đời. Thì chúng ta không gì để phàn nàn hết. Chúng ta là người đi trước, được Chúa ngài cho chúng ta có công việc làm hay là được sự cứu rỗi, Chúa ngài trả lương cho chúng ta cùng một đồng lương, đó là quyền và tình yêu và ân điển của Chúa. Chúa ngài cho chúng ta hưởng được sự cứu rỗi. Công việc của chúng ta là đừng nhìn quanh những người khác mà chúng ta cứ tập trung vào công việc. Chúa giao cho chúng ta và tính cậy chúng ta cho cái việc giảng tin lành của Chúa. Thì chúng ta cứ làm không phải bởi bất cứ một động cơ nào, nhưng mà bởi vì Chúa ngài tin cậy và giao cho chúng ta việc giảng tin lành cho những người chưa biết Chúa. Amen anh chị em. Rồi khi họ được gặp Chúa đó, thì chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cho để chúng ta có tấm lòng như sứ đồ Phaolô đối với các tân tín hữu ở tại Tê-sô-lô-ni-ca. Ông nói rằng ông như người vú, chăm sóc như là một cái người nanny đó, để giúp đỡ cho những tân tín hữu này, một bảo mẫu để giúp đỡ chăm sóc cho bú, chăm sóc thai tả, đúng mọi thứ hết như là một người mẹ. Thì chúng ta thấy ở đây sứ đồ Phaolô nói đến hình ảnh của sự chăm sóc của những người cha mẹ thuộc linh. Xin Chúa cho chúng ta để chúng ta sẽ có sự trưởng thành trong đời sống của chúng ta, để chúng ta sẽ đứng lên cái vị trí này. Bởi vì nếu chúng ta không trưởng thành và chúng ta không có tinh thần này đó, thì chúng ta sẽ chiếm chỗ, và chúng ta, danh từ của người miền Tây của chúng ta gọi là cà nanh đó, tức là thấy những em mới tin Chúa đi vào trong hội thánh, chúng ta đến chúng ta ngắt véo nó, chúng ta tấn công nó, bởi vì mình muốn cái sự chú ý của cha mẹ thuộc linh mà thôi, chứ không được để chăm sóc ai hết. Chúng tôi nuôi các cháu ở trong nhà ngoài, chúng tôi thấy cái điều này. Thì ở trong những ngày qua, đứa cháu nhỏ nhất là đứa con gái, đứa con thứ ba của Khánh Tràng, thì hôm nay là cháu được 8 tháng. Thì nó vốn là một cái đứa nhỏ nhất và được tất cả những sự chăm sóc của ông bà ngoại. Nhưng mà ngày hôm qua khi cháu Autumn đến, thì khi chúng tôi ẵm cháu Autumn, thì cháu Ellie mặc dù nó mới có 8 tháng, nó vẫn nhìn với cái nhìn giống như là đó là chỗ của tôi chứ không phải là chỗ của em. Thì suốt ngày nhà của tôi có ẵm nó, mắt của nó cũng nhìn để kiếm ánh mắt và sự chú ý của ông ngoại, bởi vì nó thường trước đây là đứa nhỏ nhất ở trong nhà, thì tôi thường là ẵm cái đứa nhỏ nhất. Thì mới 8 tuổi mà chúng ta thấy cũng vẫn có cái xin lỗi 8 tháng mà vẫn có một cái sự tạm gọi là challenge, ganh tị như vậy. Để chúng ta xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ vượt qua cái tính của con người mà chúng ta trở nên trưởng thành thuộc linh, để chúng ta sẽ nhường chỗ cho những người em thuộc linh của chúng ta, những người đến với Chúa sau chúng ta. Vì nếu mà chúng ta không có cái thái độ này, có nghĩa là chúng ta còn rất là trẻ con. Thì chúng ta không giúp được ai mà chúng ta còn làm gánh nặng. Thì xin Chúa ngài cho để như sứ đồ Phaolô tại đây có tinh thần như một bảo mẫu, một người vú nuôi chăm sóc. Câu số 7 đó, nhưng giữa anh em chúng tôi đã cư xử dịu dàng như một người vú săn sóc các con của mình. Chúng tôi triều mến anh em đến nỗi sẵn sàng chia sẻ với anh em không chỉ tin lành của Đức Chúa Trời mà cả chính mạng sống của chúng tôi nữa, bởi vì anh em đã trở nên những người yêu dấu của chúng tôi. Xin Chúa ban phước để chúng ta là những người đi trước. Chúa ngài chuẩn bị tấm lòng của chúng ta, và chúng ta nói với Chúa rằng là Chúa cho con được trưởng thành, cho con có một tinh thần để chúng con chăm sóc những người mới thay vì ganh tị với họ. Và đây là điều mà chúng ta thấy rằng rất là con người, là những con người xác thịt. Chúng ta nhìn nhận nó là rất là con người. Nhưng mà người thuộc linh, người trưởng thành trong Chúa thì sẽ như sứ đồ Phaolô, chăm sóc những em thuộc linh của mình, những người đi sau mình, để họ sẽ là những người được sự chú ý và chăm sóc, để được có một môi trường được lớn lên ở trong ơn của Chúa. Một điều khác mà chúng ta thấy tinh thần của sứ đồ Phaolô tại đây, đó là ông nói đến cái lương tâm của ông cũng như tấm lòng của ông trong sự hầu việc Chúa. Không vì bất cứ một lời lộc nào, nhưng mà tất cả đều là một cái tinh thần như là của một người cha thuộc linh chăm sóc con cái của mình. Bởi vì ông ta hiểu một điều,
Chúa có thể dùng ông để khích lệ, an ủi và khuyên nài anh em của mình một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là Đấng đã gọi họ vào trong vương quốc vinh quang của Ngài. Thì chúng ta thấy đây là điều mà xin Chúa cho để chúng ta sẽ có cái tinh thần này. Chúng ta chăm sóc, chúng ta phục vụ những người đến sau chúng ta, không vì bất cứ một cái động cơ nào trừ ra là bởi vì chúng ta mắc nợ yêu thương. Chúa Ngài đã cho chúng ta nếm trải trước, bây giờ chúng ta cho những người đến sau chúng ta. Chúng ta đã được chăm sóc, chúng ta đã được chính Chúa Ngài ban phước hướng dẫn chúng ta, bây giờ đến phiên chúng ta chăm sóc những người mới. Và xem khi chúng ta có tinh thần này và hội thánh của Chúa đa số sẽ được Chúa Ngài ban phước và trưởng thành ở trong mức độ này, tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ tin cậy vào nhau chúng ta rất là nhiều việc. Vậy Chúa thấy là chúng ta có thể quản lý được. Chúa Ngài sẽ cho chúng ta có nhiều cơ hội để chăm sóc những em bé thuộc linh. Chúa Ngài sẽ mang đến. Nhiều năm về trước tôi nghe một cái bài giảng của một mục sư trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Thì ông chia sẻ một cái hình ảnh. Ông nói rằng chúng ta phải dọn cái ổ của chúng ta. Nó thật là êm và tốt. Thì Chúa mới tin cậy và giao chúng ta để chúng ta sẽ nuôi được những con đỏ thuộc linh. Còn nếu chúng ta không làm công việc này đó, thì Chúa Ngài sẽ tìm chỗ khác. Bởi vì Ngài rất yêu thương những em bé thuộc linh. Một trong những cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu Ngài dạy cho chúng ta là một cái tội trọng ở trước mặt Chúa. Đó là khi chúng ta làm cho một em bé thuộc thể hay là một em bé thuộc linh vấp phạm. Thì Chúa nói rằng cái người mà phạm cái công việc đó đó, đã làm cho những người mới tin Chúa vấp phạm đó, người đó đáng bị treo cái cối đá ở trên cổ và ném nó xuống biển. Vì đối với Chúa đây là một cái việc rất là nguy hiểm. Và vì Chúa thương những con đỏ thuộc linh, chưa có khả năng để có thể tự bảo vệ mình và tự vệ được, thì phải có một sự giúp đỡ. Đáng lý ra phải giúp đỡ cho những em bé này cũng như là những người trẻ thuộc linh. Thì nếu những người lớn mà gây cho chúng nó vấp phạm, thì Chúa Ngài nói rằng đây là một cái tội trọng ở trước mặt Chúa. Nên cho em BBC Houston của chúng ta có một tinh thần mà tôi luôn luôn nhắc lại ở giữa những cái ngày mà chúng ta làm lễ dân con. Đó là hội thánh chúng ta chịu trách nhiệm ở trong vấn đề sống và làm gương trước mặt các em nhỏ trong hội thánh. Bởi vì nó để ý đó. Nó để ý. Và những điều mà chúng ta làm đó, chúng ta thấy dường như là nó có thể không ai thấy. Mà Chủ nhật vừa qua có một cái điều rất là vui ở trong đời sống của chúng tôi. Đó là chiều thì cháu Khánh Trang và gia đình nói rằng con muốn qua rước ba để đi qua nhà của Michael và Kimmy để thăm bé Autumn mà cũng có cơ hội để ăn tối. Thì lên xe thì cháu Austin đã chia sẻ nói rằng Papa, I have a good news. Tôi hỏi chuyện gì? Thì nó trả lời, nó nói rằng hôm nay nó đã trở nên một cơ đốc nhân. I'm become a Christian, even though I'm not Christian. Tại vì trong gia đình của chúng tôi có người cháu con của Thành, tên của nó là Christian. Nhưng mà nó phân biệt được chữ là nó trở nên một cơ đốc nhân mặc dù tên của nó không phải là Christian. Thì việc xảy ra ngay ở giữa cái thời giờ dự tiệc thánh của lễ tiếng Anh. Thì Khánh Trang đã báo cho chúng tôi biết là từ hội thánh kinh mùa hè là Austin rất là tò mò hay là tìm hiểu rất là nhiều về cuộc sống đời đời. Và lui hơn nữa thì bắt đầu khi chúng tôi mất đứa cháu đầu tiên là Estera đó, thì Austin không hiểu và nó hỏi mẹ của nó bây giờ tại sao là Tia mở Kimmy đã có mang mà bây giờ không thấy Estera. Thì rất là khó, tại vì nó cũng thắc mắc về việc đó. Thì mẹ nó, Khánh Trang đã giúp để giải thích là hiện tại Estera đang ở trên thiên đàng với Chúa. Thì từ đó là nó luôn luôn đặt cái câu hỏi và tìm hiểu. Thì chúng tôi cảm ơn Chúa vì cháu hiểu một cái rất là rõ. Và khi cháu mở lòng ra tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì nghe tin đó thì vợ của mục sư Sam có dạy bên lớp của thiếu nhi sáng Chủ nhật vừa rồi có kiểm tra lại. Thì cháu hiểu hết tại sao mình phải tin nhận Chúa, tại sao Chúa chịu chết trên thập tự giá cho mình và tương lai của mình như thế nào khi mình mời Chúa làm cứu Chúa của mình. Cháu hiểu một cách rất là rõ ràng. Cảm ơn Chúa. Nếu tôi chia sẻ điều đó với cô Vi là người lo dạy Bú Nhi, thì chúng ta biết công việc này nhiều khi cũng cô đơn. Bởi vì dạy mấy cái đứa nhỏ, người lớn thì họ có thể họ cảm ơn này kia, nhưng mà nít thì nó đâu có biết, nó chỉ đến nhận thôi. Thì khi chia sẻ điều đó thì Vi cũng rất là xúc động. Mình nói rằng bây giờ thấy cái kết quả của công việc của mình làm, đầu tư vào chăm sóc
những em thiếu nhi, là những đứa mà chúng ta thấy rằng nó không có một cái gì để nó làm như là cái phần thưởng cho mình. Nhưng mà giờ nghe tin đó thì rất là được khích lệ. Anh ấy biết rằng hẳn cái sở thuế đó ở tại Mỹ này là họ biết công việc của những người giữ trẻ ở trong cái nursery của Hội Thánh cũng như là những người dạy thiếu nhi. Họ bắt buộc là Hội Thánh phải trả lương cho những người này. Tại vì họ nói rằng chúng ta dạy trường Chủ Nhật cho thiếu nhi mà lớn tuổi cũng như là thiếu niên, thanh niên v.v. đó, thì cái phần thưởng là chúng ta được nghe họ cảm ơn hay là chúng ta thấy được cái sự thay đổi trong đời sống của họ. Còn các em nhỏ mình giữ chỉ có thay tả cho nó thôi, bày tỏ tình yêu thương trong sự chăm sóc. Các em nhỏ hơn, lớn hơn một chút xíu, chúng ta dạy lời của Chúa cho nó mà không biết là nó nhận được bao nhiêu. Cho nên người ta nói rằng cái phần thưởng của những cái giáo viên trong phòng giữ trẻ cũng như là cho các em thiếu nhi nhỏ là Hội Thánh phải chịu trách nhiệm trả lương cho họ. Bởi vì cái lương mà họ nhận được đó, nó là một cái món quà khích lệ cho họ để họ làm việc. Đó là luật của IRS chúng ta thấy. Cho nên công việc của họ cũng rất là cô đơn. Nhưng cảm ơn Chúa, những câu chuyện như của Austin đem lại khích lệ rất là nhiều cho các giáo viên trường Chủ Nhật, nhất là của thiếu nhi. Thì chúng ta cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài sắp đặt hết tất cả mọi sự. Điều đặc biệt mà Chủ Nhật vừa qua đó là Austin tự nhiên muốn đem và phát những cái chung bánh tiệc thánh cho những người dự lễ tiếng Anh, phụ với lại quốc để đi và phát những cái đó cho các cái phần dự tiệc thánh cho những người đến nhóm trong lễ tiếng Anh. Thì Chúa Ngài sắp đặt rất là đặc biệt. Khi ngồi ăn thì Khánh Trang hỏi tôi là ba muốn uống cái gì, thì ngay cái lúc đó là mẹ của nó vừa khui cho nó một cái lon Coca. Thì nghe tôi nói rằng tôi cũng uống Coca, liền đưa cái ly và nói là Papa, drink this. Thì mẹ của nó rất là xúc động và nói rằng Chúa thật sự cứu cái đứa trẻ này, bởi vì nó có một cái tấm lòng phục vụ và san sẻ những gì mình có ngay tức khắc. Thì qua sáng đó, sáng Chủ Nhật tin Chúa, thì tối Chủ Nhật đã bày tỏ ra cái sự thay đổi trong đời sống của mình. Không sống ích kỷ như một cái đứa trẻ bình thường, mà có một cái sự thay đổi như vậy. Anh chị em, chúng ta quan sát những công việc Chúa làm để chúng ta thấy được cái trách nhiệm của chúng ta và cái việc chúng ta làm gương cho con trẻ nó chạy lung tung ở trong nhà thờ, ra lại trong nhà của chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta quan sát người lớn, quan sát lời ăn, tiếng nói, cách cư xử của chúng ta, bởi vì trẻ em nó học nơi người lớn những gì mà nó tiếp xúc. Và có lẽ chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ rõ nhất trong xương thịt mà chúng nó được tiếp xúc. Cho nên hãy sống một cách gương mẫu ở trước mặt những trẻ em cũng như những con đỏ thuộc linh khi chúng ta chăm sóc họ. Amen. Điều đó dắt chúng ta đến chỗ giữ lửa phục hưng ở trong phần thứ tư này. Tôi có phát ra cho anh chị em và mời anh chị em chúng ta cầu nguyện cho những năm điều mà tôi tin rằng rất cần ở trong việc khiến cho ngọn lửa phục hưng vẫn thêm nhiên liệu, vẫn thêm củi để tiếp tục giữ cho cháy trong việc chúng ta cầu thay cho sự vững lập của các tầng tín hữu. Thứ nhất, chúng ta cầu nguyện là Cha, trong danh Đức Giê-xu, chúng con công bố mỗi linh hồn được cứu trong năm nay sẽ được vững lập trong đức tin và đứng vững ở trong BBC Houston. Cô-lô-se chương 4 câu 12, Ephra, người đồng hương với anh em, một đầy tớ của Đấng Christ Giê-xu chào thăm anh em. Anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện, để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Ephra, chúng ta thấy ông có một công tác mà chúng ta thấy rằng rất là đặc biệt tại đây. Nguyện xin Chúa cho chúng ta là những người cầu thai, chúng ta sẽ có một cái sự nhận xét. Không phải để chúng ta lên án, chúng ta phê bình họ. Nhưng mà xin Chúa cho để chúng ta thấy. Ở tại đây, Sư Đồ Phaolô nói đến công việc. Ngoài việc Ephra gửi lời chào thăm thì ông nói đến anh ấy còn vì anh em. Làm gì anh chị em? Chiến đấu trong sự cầu nguyện. Mục đích là để gì? Để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Ephra thấy được cái công việc là những người tín hữu ở tại thành Colosse, họ có những điều chưa được trọn vẹn. Và cái giải pháp cho cái việc những người tân tín hữu là những người non trẻ ở trong Chúa để được trọn vẹn, đó là sự cầu nguyện của những người đi trước. Và sự cầu nguyện này chúng ta để ý đến tại đây là Ephra không phải chỉ cầu nguyện thường, mà cái thánh dùng hình ảnh gì? Anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện.
Như vậy chúng ta thấy rất là nghiêm trọng. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ muốn tìm cách để giết những con đỏ thuộc linh này. Và chúng ta là người hiểu chuyện, biết chuyện, chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách, cũng như trong ơn của Chúa, sự sức giàu của Ngài, chúng ta vì họ mà chúng ta chiến đấu. Amen. Chúng ta cầu nguyện cho họ, để cho họ được trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta để ý và cầu thay cho những người còn yếu đuối, những người còn ấu trĩ thuộc linh, cầu nguyện để họ sẽ trở nên những người mạnh mẽ trong Chúa, được trở nên trọn vẹn ở trong Chúa. Amen. Chúng ta cầu nguyện điều này, xin Chúa nhà cho để chúng ta sẽ có một con mắt quan sát, chúng ta để ý và chúng ta cầu thay ở trong ơn của Chúa. Một trong những điều mà chúng ta nuôi con nhỏ, chắc là chúng ta cũng đi, hay là cháu nhỏ chúng ta đi, đó là rất là dễ và rất là nhanh để chúng có thể té ngã hay là làm những cái điều có thể nguy hiểm đến tính mạng của bé. Cho nên mắt của chúng ta phải luôn là quan sát. Con nít thì trong cái sự tò mò, nó nhìn thấy cái gì dưới đất, nó thấy lạ là nó bóc, nó bỏ vô miệng. Vì cái tuổi và ở trong cái sự gọi là trưởng thành, để trong cái tiến trình của sự trưởng thành đó, là nó muốn thấy cái gì mà nó nếm, nó ăn. Cho nên chúng ta thấy, nó thấy cái gì dán dế hay là cái gì đó ở trong trần nhà, ở sàn nhà, là nó bóc, nó bỏ vô trong miệng. Hay là bất cứ một cái vật gì là bỏ vô trong miệng. Thì chúng ta chuyển cái điều này về trong đời sống thuộc linh cũng giống như vậy. Những người tân tín hữu, vì họ mới được tiếp xúc với đạo Chúa, lời của Ngài, cho nên họ rất là khao khát. Đi đâu thấy cái gì hãy nói sách vở mà có hình Chúa Giê-xu là lượm đem về đọc. Tà giáo nó biết điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng sách biếu, sách tặng miễn phí ở các cái khu chợ vân vân, của những nhóm như của Chứng Nhân Jehovah, của Tháp Canh, của Mạc Môn vân vân, chúng ta thấy rằng nó thấy đầy ngoài đó. Nếu chúng ta không chăm sóc giúp đỡ thì những con đỏ thuộc linh này nó sẽ lượm những thứ đó, nó bỏ vào miệng. Nên chúng ta nhớ, chúng ta cầu nguyện và chăm sóc những người mới ở trong ơn của Chúa, và xin Chúa Ngài giúp đỡ cho điều chúng ta không thể làm được, đó là chính Chúa Ngài sẽ giúp đỡ để họ được vững lập ở trong đức tin và đứng vững ở trong hội thánh của Chúa. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện ở trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con chống lại mọi quyền lực tối tăm muốn lôi kéo những tân tín hữu trở lại với cuộc sống, với đời. Điều này rất là dễ xảy ra, bởi vì họ còn có những người bạn chưa biết Chúa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Ngài gìn giữ, bảo vệ trong ơn của Chúa. Truyền đạo chương 3 câu số 14, ta thấy rằng mọi việc Đức Chúa Trời đã làm thì còn đến đời đời. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài làm để công việc còn đến đời đời trong đời sống của những người tân tín hữu này, để họ được đứng vững ở trong ơn của Chúa mà không bị đời lôi kéo trở lại, hay là những người bạn xấu mà họ đã từng là bạn trước khi tin Chúa có thể lôi kéo họ. Xin Chúa Ngài gìn giữ, bảo vệ để họ được đứng vững ở trong ơn của Chúa. Thứ ba, chúng ta cầu nguyện ở trong danh Đức Chúa Giêsu, xin mở mắt của sự hiểu biết cho tất cả các tân tín hữu đối với chân lý, để họ được vững lập trong đức tin và trong VBC Houston. Ê-phê-sô chương 1 câu 17-18, tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là thế nào. Anh chị em, tôi ước gì có ai cầu nguyện cho tôi và biết được những điều này khi tôi lớn lên ở trong nhà thờ. Bởi vì tốn một cái thời gian rất lâu mà không biết những phước hạnh mà mình có được ở trong Chúa. Và cái sự kêu gọi của Chúa ở trong đời sống của mình là điều trọng đại, lớn lao như thế nào. Và lời của Chúa tại đây cho chúng ta thấy sứ đồ Phaolô ông cầu nguyện vì phải có sự có mặt của linh, của sự khôn ngoan và sự mặc khải, thì người ta mới thấy được điều này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước và Ngài tuôn đổ linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để các tân tín hữu họ nhận biết Chúa, để không tốn nhiều thời gian giống như chúng ta bị nhốt chặt ở trong cái sự thiếu hiểu biết của mình. Rồi chúng ta có thể, như trong quá khứ chúng ta đã được Chúa Ngài giải cứu, bị dạy sai những công việc mà chúng ta thấy rằng có một số người họ phản ảnh với tôi, một số người tại sao người ta lại có thể dạy dỗ một cái luận cứ, một cái cách
mà dạy cho những người tín đồ trong hội thánh là Chúa không còn làm phép lạ. Các ân tứ đã qua đi ở trong thời của các sứ đồ. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta đừng trông chờ cũng như đừng cầu nguyện cho phép lạ, bởi vì Chúa không còn làm phép lạ. Trong khi đó thì chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta được nếm trải và được Chúa ngày mở mắt cho chúng ta, thì chúng ta lại thấy Chúa làm phép lạ mỗi ngày. Chúa vẫn chữa lành như Chúa đã từng chữa lành Ngài, vẫn ban phước, Ngài vẫn làm việc và mặc khải trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa Ngài vẫn còn phán dạy với chúng ta qua các ân tứ mà. Cảm ơn Chúa. Khi Chúa Ngài làm việc, Ngài ban phước, chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Trước giờ nhóm thì cũng như có làm chứng lại với chúng tôi một cái điều rất đặc biệt. Con gái của anh chị Hải và Như vừa mới được lên lớp từ thiếu nhi, bây giờ lên đến thiếu niên. Thì cháu cầu nguyện và bắt đầu nhận được sự bày tỏ của Chúa. Tối hôm qua nó cầu nguyện cho anh của nó rồi xin phép trình bày với ba mẹ điều mà nó cảm nhận được Đức Thánh Linh cho biết. Thì Chúa cũng cho anh Hải cũng nhận được một cái cảm nhận giống như vậy, để có một cái sự xác nhận. Thì chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa vẫn còn phán với chúng ta. Trong khi đó người ta dạy đó là ân tứ về lời khôn ngoan và tri thức cũng như các ân tứ đã qua đi trong thời các sứ đồ. Ngày hôm nay công việc của chúng ta là cứ đọc Kinh Thánh rồi ráng cố gắng giữ theo Kinh Thánh mà thôi, vì các ân tứ không còn nữa. Đúng, Kinh Thánh là một trong những cái phương tiện Chúa dùng để phán, nó như là cái thước tiêu chuẩn. Nhưng mà Chúa vẫn còn phán với loài người chúng ta trong nhiều cách khác nhau lắm. Trong Kinh Thánh ghi lại chúng ta Chúa phán qua con thú, con lừa, Chúa mở miệng nó ra để nó có thể lên tiếng. Chúa Ngài phán với chúng ta qua những con kiến, những con thằn lằn. Và những cái sứ điệp của Chúa có thể đến với chúng ta qua thì giờ cầu nguyện, qua thì giờ chúng ta cầu nguyện, học lời của Chúa, qua chiêm bao, qua sự hiện thấy, qua các ân tứ, qua những người trưởng thành. Và có rất là nhiều cách mà Chúa Ngài phán với chúng ta. Nhưng phải có sự mặc khải của Chúa để chúng ta có linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải. Cảm ơn Chúa. Để có thể trưởng thành ở trong Chúa. Và biết được cái giá trị của sự kêu gọi của Chúa và ơn của Ngài. Cơ nghiệp, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang của Ngài cho các thánh đồ là lớn như thế nào. Chúng ta có cơ nghiệp lớn lắm anh xem. Khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ thấy rằng mình mới có thể sống trong một cái sự phong phú, giàu có, đầy quyền năng, phước hạnh của Chúa. Vì Chúa Ngài đã trả một cái giá rất là đắt để chuộc lại cho chúng ta. Ngài cho chúng ta được tái sanh không phải để chúng ta tiếp tục khổ, mà Ngài cho chúng ta được tái sanh để chúng ta nhận được ơn quyền của Ngài, để chúng ta có thể làm nguồn phước. Thứ tư, chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu, xin đặt để sự sốt sắng về Chúa trong tất cả các tín hữu, để họ được vững lập trong đức tin ở trong VBC Houston, trong sinh hoạt của Hội Thánh của Chúa. Chi Thiên 69 câu 9: vì sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu đốt con. Xin Chúa cho điều đó nó xảy ra trong tấm lòng và đời sống của chúng ta. Công việc của nhà Chúa cứ như thiêu như đốt trong chúng ta. Chúng ta muốn giữ phần, chúng ta muốn góp phần vào trong công việc của Chúa. Cầu nguyện để điều đó cũng sẽ xảy ra trong đời sống của các tân tín hữu, để họ sẽ sớm làm những người như tôi nói và cầu xin Chúa cho, để người Việt Nam của chúng ta cũng sẽ được cái phước hạnh này, từ ngày cầu nguyện tiếp nhận Chúa cho đến ngày đứng lên chia sẻ lời Chúa cho người khác trong vòng 6 tháng thôi, chứ không phải 6 năm hay là 60 năm. Có nhiều người đi nhà thờ từ nhỏ cho đến lớn 60 năm rồi vẫn không biết chia sẻ lời của Chúa và cũng không dám làm bất cứ một công việc gì hết, bởi vì là tín đồ chứ không phải trong hàng giáo phẩm. Tín đồ và được dạy là tín đồ, mình cũng không được có một cái khả năng và tiêu chuẩn để có thể hướng dẫn một ai cầu nguyện tin Chúa. Làm chứng mà ta muốn tin Chúa là phải ba giò bốn cẳng chạy đi kiếm một mục sư cho bằng được, đến để mục sư hướng dẫn người đó cầu nguyện tin Chúa. Chứ còn tín đồ thì không có tư cách để hướng dẫn một người cầu nguyện tin Chúa. Đó là lý do mà bị giới hạn. Trên thánh không có chỗ nào nói rằng phải là mục sư hay là giám mục mới có thể hướng dẫn người ta cầu nguyện tin Chúa. Amen anh chị em. Đó là lời của Chúa. Chúng ta có thể hướng dẫn người ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Chấp sự Philip làm công việc đó. Chúng ta thấy những tín nhân, những nhân chứng đã kết quả và đã làm được những công việc mà Chúa Ngài giao cho. Một môn đồ tầm thường như Anania, Chúa Ngài sử dụng để đặt tay trên vị sứ đồ tương lai để ông được đầy dạy Đức Thánh Linh và được sáng mắt lại. Nguyên tắc của lời của Chúa chúng ta thấy rất là rõ ràng. Nhưng mà
giáo hội thì có thể giới hạn và khiến cho trẻ con hay là sơ sinh ở trong Chúa thì cứ tiếp tục sơ sinh, tại vì người ta không có những cái sự giúp đỡ để công việc hầu việc Chúa cũng như là đứng lên để dự phần vào công việc của Chúa ở trong hội thánh. Và đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải cầu nguyện và đi ngược lại với làn sóng chung. Và người ta không muốn và không có khích lệ con cái của Chúa đứng lên làm việc hầu việc Chúa theo khả năng, theo ân tứ của mình. Chúng ta tại đây thì khuyến khích điều đó, mà xin Chúa nghe cho để những người tầng tín hữu họ sẽ nắm bắt được và biết rằng Chúa muốn dùng họ ngay tức thì để họ có thể dự phần vào ở trong công việc nhà Chúa theo khả năng của họ. Thứ năm, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngày mặc lấy mọi tân tín hữu với sự khôn ngoan và thông biết để họ được vững vàng và bắt đầu vui hưởng phước hạnh của Chúa cho tại VBC Houston. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta hiểu biết và những công việc Chúa làm ở tại đây rất là đặc biệt. Cảm ơn Chúa. Như tôi kể câu chuyện trưa hôm nay, người chị em liên lạc với chúng tôi, cô đi nhóm với một hội thánh ở chỗ cô sinh sống, nhưng mà cô không hưởng được phước hạnh. Và khi nhận được cái muốn tìm nhận được sự mặc khải từ nơi Chúa, có lời của Chúa hay là giúp đỡ cho hoàn cảnh của mình, thì hội thánh địa phương không giúp đỡ cho cô. Chúng ta đã từng nghe có những người họ làm chứng lại, họ nói mục sư ơi, chờ suốt cả năm mới đến đây để nhận được cái sự cầu nguyện để được chữa lành, bởi vì hội thánh nơi chúng tôi sinh hoạt, ông mục sư không cầu nguyện cho ai được lành bệnh hết, và ông cũng không làm công việc đó. Chúng ta thấy rất là tiếc. Xin Chúa ngài cho để những gì chúng ta có được tại đây, thì hết thảy anh em của chúng ta, luôn cả những tầng tín hữu, họ sẽ thấy được cái sự bày tỏ ra bởi thần khôn ngoan và thông biết, để họ biết rằng khi chúng ta đáp lại với sự kêu gọi của Chúa và tiếp nhận ngài làm cứu Chúa đời sống, chúng ta được bước vào và hưởng một cái phần gia tài rất là lớn. Chẳng những được hưởng cái phần gia tài này, mà chúng ta lại được đồng ngồi với Đức Chúa Jesus Christ ở các nơi trên trời trong địa vị để cai trị nữa. Thẩm quyền của chúng ta rất là lớn. Khi tin Chúa, chúng ta bước vào sự cứu rỗi của Chúa không phải chỉ được một cái vé lên thiên đàng rồi hết, nhưng mà tất cả những cái phước hạnh của vương quốc của Đức Chúa Trời trở nên dành cho chúng ta. Đây là một cái bước phá phải có để những người mới họ có thể nắm bắt được những điều này. Vì họ đã được dạy bởi các tôn giáo khác, tất cả những công việc phải nhường vào trong tay của những tu sĩ, luôn cả trong giáo hội của Công giáo La Mã, rồi luôn cả trong nhiều cái hệ phái dòng chính của Tin Lành, để chúng ta cũng thấy điều đó. Nhưng mà lời của Chúa thì dạy cho chúng ta khác. Tất cả chúng ta đều có thể sử dụng ân tứ để có thể hầu việc Chúa khi chúng ta nhận báp têm Đức Thánh Linh, khi chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh, khi chúng ta để cho Chúa nhà sức giàu trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện và yểm trợ anh chị em của chúng ta để tất cả đều sẽ nhận được và hưởng cái phước hạnh mà Chúa ngài ban cho ở trong đời sống của chúng ta. Chứ không chấp nhận cái thân phận là phó tín đồ hay là tôi chỉ đi nhà Chúa ráng cố gắng giữ đạo trung tín cho đến chết là đủ rồi mục sư. Nhưng mà không, Chúa ngài muốn sử dụng chúng ta để làm nguồn phước cho Chúa. Ê-sai 33 câu 9, ngài sẽ là sự bền vững cho ngày giờ của ngươi. Cảm ơn Chúa. Là sự phong phú của ơn cứu rỗi, sự khôn ngoan và tri thức, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là kho báu ngài ban. Ở đây câu này cho chúng ta thấy cái gia tài của người con Chúa, người tuyển nhân của Chúa, chúng ta thấy rằng rất là lớn. Ngài sẽ là sự bền vững cho ngày giờ của người. Cảm ơn Chúa. Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, chính Chúa là đấng làm cho chúng ta được bền vững. Rồi thứ hai, chúng ta thấy sự phong phú của ơn cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Ơn cứu rỗi của Chúa không phải là chết được lên thiên đàng rồi hết. Nhưng mà ngay khi chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa thì sự sống đời đời bắt đầu thể hiện ra trong đời sống của chúng ta. Mà nó phong phú phước hạnh lâu dài đến độ kéo đến cõi đời đời. Chứ không phải chờ đến khi mình chết mình mới nếm trải. Sự sống này bắt đầu ngay sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Sự khôn ngoan, cảm ơn Chúa. Tin Chúa thì Chúa ngài cho chúng ta có thể thừa hưởng sự khôn ngoan và tri thức. Bởi đó là thuộc tính của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta có Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta sẽ có sự khôn ngoan và chúng ta sẽ có tri thức. Và đây là cái phước hạnh mà Chúa ngài đã dành ban cho chúng ta cầu nguyện để các tân tín hữu cũng như chính chúng ta có thể nếm trải được cái kho báu này. Đó là tất cả những điều này cộng với sự kính sợ Đức Giê-hô-va là kho báu ngài ban cho chúng ta.
Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy kho báu của Chúa lớn không? Phong phú của ơn của sự cứu rỗi, sự khôn ngoan, tri thức, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là kho báu mà Ngài ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Như vậy là con gái của Chúa, những tân tín hữu đi nữa, chúng ta thấy rằng lập tức Chúa muốn họ sống một cách khôn ngoan, sống với tri thức mà Chúa Ngài ban cho, tri thức từ nơi Đức Chúa Trời, một trí tuệ được đổi mới, có tâm trí của Đấng Christ ở trong đời sống của họ. Sự phong phú của ơn cứu rỗi của Chúa, thì chúng ta thấy như vậy thì không chỉ giới hạn là tin Chúa để được tha thứ tội lỗi và được cứu mà thôi. Nhưng mà cứu tại đây là một cái sự cứu rỗi trọn vẹn. Mà từ ngữ của Tân Ước là Zoe, là một cái sự sống muôn mặt mà Chúa Ngài ban lại, phục hồi lại cho đời sống của chúng ta. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn anh chị em, cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho các tân tín hữu, và chuẩn bị sẵn sàng để Chúa Ngài sử dụng chúng ta, để chúng ta có thể làm những bảo mẫu, làm những người cha mẹ thuộc linh để giúp đỡ cho những người đến Chúa sau chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta chia một nhóm hai người, tìm một người bạn đồng đội với chúng ta cầu nguyện. Nhưng Chúa đặt để trong chúng ta một anh chị em nào đó, những người tân tín hữu nào đó, hay là những người mới đến và gia nhập vào trong hội thánh của Chúa. Có thể họ chưa được giúp đỡ để khám phá ra sự giàu có phong phú ở trong ơn cứu rỗi của Chúa. Họ sẽ nếm trải được để sẽ cùng vui hưởng những gì Chúa Ngài ban cho chúng ta ở tại đây. Cảm ơn Chúa. Hôm Chủ nhật thì có một chị em vừa đến Houston từ một thành phố khác, được các anh chị em ở thành phố đó nhắn tin là bây giờ chị đã về Houston và làm người nhà của hội thánh VBC Houston. Xin lên tiếng giùm cho chúng em, đó là xin mục sư mở một cái lớp huấn luyện để chúng em biết cách cầu nguyện, để chúng em muốn được dự phần đi với đoàn của mục sư Khánh về Việt Nam trong năm nay. Thì cô nói một cách rất là trân trọng, các anh em ở xa của chúng ta rất mong muốn được huấn luyện, được giúp đỡ như chúng ta có được ở tại đây. Thì xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta cũng như những người thuộc về VBC Houston sẽ biết quý những gì Chúa Ngài ban cho và tận hưởng được. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng để các anh chị em chúng ta ở xa cũng có thể cùng theo dõi với chúng ta. Trong lúc này, xin các anh chị em chúng ta tìm một người bạn đồng đội. Và chúng ta trong thời giờ này, trong tinh thần của lời Chúa Ngài đã mặc khải chúng ta, nơi nào có đôi người hiệp ý cầu xin bất cứ điều chi Cha ban cho, chúng ta hiệp một hiệp ý để chúng ta cầu xin cho những điều này. Cảm ơn Chúa. Rồi sau đó thì chúng tôi cũng xin phép được cầu nguyện cho các nhóm hội thánh đơn giản sẽ được bắt đầu ngày mai thứ năm, thứ sáu. Có những cái nhóm hoạt động trong những ngày khác nhau. Thì Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ thấy có một cái sự bắt đầu thật là tốt đẹp cho tâm các nguyệt này trong ơn của Chúa. Ngài khen Chúa, chúc tụng Ngài. Chúa yêu chúng con. Chúng con nhìn lại, Chúa Ngài có một kế hoạch lớn lao và sắm sẵn một môi trường tốt đẹp để chúng con được cứu, chúng con được nuôi dưỡng. Cảm ơn Chúa. Như hình ảnh người Samari nhân lành đem nạn nhân vào nhà quan, trả tiền trước và hứa khi trở lại sẽ tính sổ, và nếu có thiếu sẽ trả thêm. Thì cảm ơn Chúa về Ngài đã làm một nhà quan ở trên trần gian này, là hội thánh của Chúa, để những nạn nhân khi được cứu thì có thể đưa vào để có thể được chăm sóc, để có thể được rửa vết thương, được băng bó vết thương và được chăm sóc để dưỡng thương ở trong những ngày mà được phục hồi. Chúng con ngợi khen Ngài vì Chúa Ngài đã dành sẵn cho chúng con hội thánh của Chúa để chúng con có thể được nuôi dưỡng, chúng con có thể được băng bó, chúng con có thể được giúp đỡ. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì những lời làm chứng cũng như những sự xác nhận ở trong Chủ nhật vừa qua. Chúng con cảm ơn Chúa vì trong lúc chúng con cầu nguyện, các mục sư, những người lãnh đạo, chúng con cầu nguyện cho hướng đi và cho chủ đề mới, thì chúng con không thấy hết được. Nhưng Chúa thấy tất cả và Ngài đã xác nhận sự dẫn dắt của Ngài khi Chúa Ngài tin cậy và giao cho chúng con cái phước hạnh để chúng con sẽ rao giảng những điều này cho những người mà những người thân thương của họ đã cầu nguyện, đã tìm xin sự dẫn dắt của Chúa để đưa những người thân thương của họ đến đúng cái giai đoạn để họ có thể nhận được những sứ điệp
mà gần gũi với đời sống của những người thân thương họ nhất. Chúng con cảm ơn Ngài vì sự sắp đặt của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự sắp đặt của Chúa cho những tân tín hữu. Cho nên chúng con buổi tối hôm nay đứng vào trong vị trí của những người đi trước, của những bảo mẫu, của những người cha, người mẹ thuộc linh, của những người vú em được Chúa Ngài ban phước ở trên đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện điều này và tinh thần này sẽ đến trên mỗi một chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh là đấng chăm sóc chúng con. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con là El Shaddai, đấng chăm sóc chúng con ở trong sự chăm sóc của Ngài như mẹ cho con bú. Cảm ơn Chúa, xin Ngài tuôn đổ sự hiện diện và phước hạnh của Ngài trên đời sống của mỗi một chúng con, để chúng con sẽ trở nên những bảo mẫu, chúng con sẽ trở nên những cha, những mẹ thuộc linh như sứ đồ Phaolô đã chăm sóc những con gái của Chúa, những tân tín hữu tại thành phố Tê-sa-lu-ni-ca, cho chúng con có tinh thần đó, để chúng con chuẩn bị sẵn sàng, cũng như chúng con có thể vươn tới và chăm sóc những người đến với Chúa ở trong ơn của Ngài. Hồi lại Đức Chúa Trời của chúng con, xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con có một tinh thần như Ê-phép-ra. Cảm ơn Chúa vì Ê-phép-ra đã chẳng những quan tâm đến những con cái của Chúa tại thành phố Cô-lô-se, thì xin Chúa Ngài cũng cho chúng con có tinh thần đó. Đó là nấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện, để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Trời, con cầu nguyện cho các tân tín hữu, con cầu nguyện cho mỗi anh chị em của chúng con trong hội thánh còn yếu đuối ngủ lặng, còn ấu trĩ trong đời sống thuộc linh. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để hết thảy sẽ trở nên trọn vẹn. Những chỗ thiếu, những chỗ hụt ở trong đời sống sẽ được Chúa Ngài cung cấp cho một cách đầy đủ ơn quyền của Ngài. Lạy Chúa, những chỗ yếu đuối xin bởi quyền năng của Ngài mà Ngài kéo anh chị em chúng con lên rực hỏi dậy, Chúa giàu là trong ơn của Ngài, để bởi ơn của Chúa chúng con thấy họ sẽ trưởng thành, họ sẽ là những người được hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ, trưởng thành trở nên người hữu dụng ở trong tay của Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng con biết rằng có những lực của thế giới tối tăm muốn kéo những anh chị em này trở lại trong cuộc sống cũ. Kẻ thù của chúng con là Satan muốn cướp đi lời của Chúa trong đời sống của họ. Cũng có những tiếng hù dọa của Satan hù dọa họ theo Chúa thì sẽ bị những cái sự khó khăn vì đã bỏ đạo của ông bà, hay là đã vi phạm những lời thề độc của các tôn giáo mà họ đã từng sinh hoạt. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, bởi ơn của Ngài Chúa giàu, trong danh Đức Chúa Jesus Christ chúng con chống lại tất cả mọi quyền lực tối tăm muốn lôi kéo những tân tín hữu trở lại với cuộc sống cũ, cuộc sống với đời. Mà chúng con xin Chúa là đấng mà người truyền đạo đã nói, ta thấy mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm thì còn đến đời đời. Xin Chúa Ngài cho để đời sống của anh chị em chúng con đứng vững cho đến đời đời ở trong ơn của Ngài, ở trong phước hạnh của Chúa. Không ai có thể thêm được điều gì và cũng không ai có thể bớt đi điều gì. Xin Chúa Ngài làm công việc của Ngài một cách vững vàng trên đời sống của các tân tín hữu. Chúng con cầu nguyện cho họ, Chúa Ngài khiến cho họ được vững vàng trong ơn của Chúa, có sự dẫn dắt từ nơi Chúa, dạng dĩ trong ơn của Ngài, có sự khôn ngoan từ nơi Chúa để trả lời cho những người bà con trong dòng họ đã bắt bớ, cũng như tìm cách để hù dọa họ. Họ đã bỏ đạo ông bà, họ đã bỏ tôn giáo của ông bà cha mẹ đã đi theo bao nhiêu đời, trở lại với tin lành thì làm sao? Mà chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài cho họ có câu trả lời, một trả lời thật thuyết phục, một câu trả lời khôn ngoan từ nơi Chúa. Bởi vì những gì Chúa Ngài đã lập thì sẽ còn đứng vững cho đến đời đời. Xin lập ở trong lòng của anh chị em chúng con một sự vững vàng ở trong ơn của Chúa, ở trong đức tin, cũng như đứng vững ở trong ơn của Chúa, ở trong hội thánh mà Chúa Ngài cho anh em của chúng con được đến để nhóm lại, để tin Chúa, để gia nhập vào trong hội thánh. Chúng con ngợi khen Ngài. Lạy Cha, trong danh Đức Chúa Jesus, chúng con nguyện xin Cha Ngài mở mắt của sự hiểu biết cho tất cả các tân tín hữu đối với chân lý, để họ có thể được vững lập ở trong đức tin cũng như trong hội thánh của Chúa. Và xin Chúa Ngài ban ơn những sứ đồ Phaolô, chúng con tiếp tục nài xin Đức Chúa Trời của chúng con là Cha vinh quang, ban cho anh chị em chúng con linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải. Ôi Lạy Chúa, xin ban cho như điều Chúa Ngài đã hứa,
xin Chúa ngài ban cho linh của sự khôn ngoan, để chúng con thấy anh chị em chúng con khôn ngoan hơn những người đồng lứa, khôn ngoan với sự khôn ngoan thiên thượng, để chúng con thấy Chúa ngài sẽ khiến cho anh chị em chúng con xuất chúng khác hơn những người bạn và những người thân thương trong gia đình. Khi có dịp tiếp xúc trở lại, họ cũng sẽ kinh ngạc về sự khôn ngoan, về sự trưởng thành mà Chúa cho các tân tín hữu này. Chúng con ngợi khen ngài. Lạy Chúa, xin tuôn đổ sự mặc khải để các tân tín hữu cũng có một sự nhận biết Chúa một cách đúng đắn ở trong ơn của ngài. Cảm ơn Chúa, giúp đỡ để họ có thể trưởng thành ở trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của ngài. Chúa giọng ô lạy Chúa, xin cũng soi sáng con mắt của tấm lòng của anh chị em chúng con, để mọi người đều bước vào nhận biết cái niềm hy vọng lớn lao mà Chúa đã gọi anh chị em của chúng con đến là gì, và sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang của ngài trong các thánh đồ là làm sao, để anh chị em chúng con thấy và biết được rằng chúng con cầu nguyện tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống không chỉ hạn hẹp là để khi chết được lên thiên đàng, nhưng anh chị em chúng con sẽ thấy được sự giàu có phong phú phước hạnh thẩm quyền thuộc linh được phục hồi, tất cả những gì đã mất ở trong vườn Ê-đen được phục hồi, tất cả những gì mà loài người của chúng con đã hụt mất, Chúa ngài đông đầy trở lại, ngài khiến cho tâm linh của chúng con được sống động mà trong ơn của ngài, để chúng con có thể để Chúa Thánh Linh ngài cai trị ở trong tâm linh của chúng con, để kiểm soát, để làm chủ, để khiến cho chúng con luôn được đầy dạy Thánh Linh của Chúa và đời sống của chúng con đầy quyền năng của ngài. Giúp đỡ Chúa Giáo để tân tín hữu họ sẽ hiểu biết được điều này trong những ngày sắp đến, họ cho mỗi người Chúa Giáo đều có thể mạnh mẽ tiến lên vào trong cái vị trí để Chúa có thể sử dụng mà trong ơn của ngài. Còn cầu nguyện cho ban phước để bởi sự mặc khải, bởi sự khôn ngoan thiên thượng và sự ban cho từ nơi Chúa, và chúng con thấy những thế hệ của những người đến với Chúa sau chúng con trong những ngày sắp đến, đến và sinh hoạt tại đây sẽ có một sự trưởng thành nhanh chóng, để họ có thể đứng lên tiếp tay hầu việc Chúa, và chúng con cùng nhau thu hoạch một mùa thu hoạch thật là lớn mà Chúa dành cho hội thánh của Chúa, và chúng con sẽ đủ tất cả những nhân sự để có thể làm công việc này một cách phước hạnh ở trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Trời ơi, xin giúp đỡ, xin ban ơn để chúng con thấy anh chị em của chúng con cũng kinh nghiệm được tấm lòng muốn hầu vì Chúa. Sự sốt sắng về nhà Chúa sẽ như thiêu như đốt trong tấm lòng của các tân tín hữu. Và chúng con biết rằng khi họ phục vụ, họ sẽ được trưởng thành một cách nhanh chóng. Xin ban ơn Chúa giọng để chúng con sẽ thấy được tinh thần tha thiết muốn hầu vì Chúa của các anh chị em tân tín hữu sẽ là điều mà chúng con cũng được khích lệ, vì chính Chúa đặt điều này ở trong tấm lòng của họ. Chúng con ngợi khen ngài. Trời ơi, chúng con cầu xin Cha ban phước mặc lấy mọi tín hữu với sự khôn ngoan và thông biết, để họ được vững vàng và bắt đầu vui hưởng các phước hạnh mà Chúa ngài ban cho. Và chúng con cảm ơn ngài vì cứu ân toàn bì của Chúa. Chúa muốn cứu chúng con, ban phước trên chúng con, gây dựng chúng con, để chúng con có thể trở nên người được phước, không phải đi giữ riêng, nhưng để chúng con có thể làm nguồn phước cho muôn người. Cảm ơn Chúa vì ngài đã làm cho tiếng hát của chúng con lại có thể cất lên để hát ngợi khen ngài. Bài hát trước đây mà chúng con đã từng bị dập tắt bởi những điều trong cuộc sống, thì cảm ơn Chúa ở trong ơn của ngài, ngài cho chúng con có thể lại cất tiếng hát, chúng con có thể bày tỏ sự vinh hiển của Chúa qua sự ngợi khen, ca ngợi Chúa trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngài ban ơn để quyền năng của ngài sẵn sàng thi thố xuyên qua chúng con, để chúng con có thể áp dụng, chúng con có thể sử dụng những điều chúng con được dạy dỗ, được huấn luyện ở tại hội thánh của Chúa tại đây, để chúng con thấy ai nấy đều cũng có thể phục vụ như ý định của Chúa, khiến cho chúng con ra đi để giảng về tin lành của Đức Chúa Trời, để chúng con có thể chữa bệnh, chúng con có thể trị quỷ. Lạy Chúa, xin ngài ban ơn để hết thảy anh chị em của chúng con, hội thánh của Chúa ở tại đây, tất cả đều sẽ là những người hầu vì Chúa, những PhD cho ngài. Chúng con preaching, chúng con rao giảng lời của Chúa, tin lành của vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con đem sự chữa lành healing đến cho những người đau ốm cần được sự chữa lành. Chúng con sẽ là những người đem sự giải cứu deliverance đến cho những người đang bị cầm buộc. Ô lại Đức Chúa Trời của chúng con, xin ban phước dẫn dắt để tâm trí được mở ra, và các tân tín hữu sẽ bắt đầu vui hưởng những phước hạnh mà Chúa ngài ban cho ở trong ơn của ngài tại VBC Houston tại đây. Để chúng con biết rằng ơn của ngài đã đầu tư, đã sai các đầy tớ của Chúa đến đây để đầu tư vào
ở trong kho tàng của hội thánh của Chúa ở tại đây, tất cả những gì cần thiết để chúng con có thể trở nên một cơ đốc dân hữu dụng cho Ngài, trở nên những người hữu dụng ở trong tay của Chúa, trở nên những lưỡi hai bén để chúng con có thể được Chúa Ngài sử dụng, chúng con để thu hoạch và đưa nhiều người đến với Ngài. Xin ban phước, xin dẫn dắt Chúa Giáo, hãy điều này sẽ bày tỏ ra ở trong ơn của Ngài. Xin Chúa Ngài ban ơn quyền năng của Ngài thi thố và giúp đỡ để chúng con sẽ thấy chính Chúa là sự bền vững cho ngày giờ của chúng con, là sự phong phú của ơn cứu rỗi. Chính Ngài, Chúa ơi, ban phước cho chúng con sự khôn ngoan và tri thức và sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Tất cả những điều này là kho báu mà Ngài dành cho chúng con. Xin tất cả những tân tín hữu sẽ sớm học biết điều này và giúp đỡ cho chúng con, Chúa Giáo, để chúng con có thể giảng dạy, có thể truyền thụ, và anh em của chúng con chịu đón nhận, để tất cả đều sẽ đi ở trong chức vụ đầy quyền năng của Ngài, và có thể giảng tin lành của Chúa trong quyền năng của Ngài, có thể phục vụ trong quyền năng của Ngài, để có thể giải cứu người ta trong quyền năng của Chúa, để có thể giúp đỡ những người ốm đau được phục hồi sức khỏe trong quyền năng của Ngài. Và bởi ơn của Ngài, Chúa Giáo, chúng con sẽ cùng nhau trở nên những thành viên của đội quân lớn mà Chúa Ngài hứa rằng Ngài sẽ kết nạp và sử dụng ở trong những ngày cứu rỗi này. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa của chúng con. Con cầu nguyện cho các anh chị em của chúng con ở xa, họ có thể không có được môi trường như anh chị em của chúng con tại VBC Houston đang có. Là Chúa xin cũng mở cửa, xin Chúa Ngài cũng hành động và Ngài mở lòng anh chị em của chúng con để ngày nào tiếp xúc và vào để học hỏi với chúng con trong những ngày huấn luyện của tối thứ tư, để anh chị em chúng con cũng sẽ trưởng thành và vui hưởng những gì Chúa Ngài ban cho tại VBC Houston này một cách nhanh chóng, một cách trọn vẹn. Để anh chị em của chúng con cũng sẽ được phước lây và được phước của Ngài tuôn đổ trên đời sống của họ, để họ cũng được Chúa Ngài sử dụng, đại dụng và tận dụng đời sống của họ. Chúng con ngợi khen Ngài, xin ban ơn Chúa Giáo, để hết thảy đều sẽ được trở nên trọn vẹn ở trong ơn của Ngài. Trời như Aphra, chúng con chiến đấu ở trong sự cầu nguyện. Chúng con dâng anh chị em của chúng con ở trong tay của Ngài. Xin Chúa Ngài để cho anh chị em chúng con nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời của chúng con cũng như sinh hoạt của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, chúc tụng danh của Ngài. Trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì đặc ân Chúa cho chúng con làm những mạch nước đầu nguồn. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa Ngài tuôn đổ ở tại đây, ở trên chúng con. Ngài đã khai tâm mở trí của chúng con để chúng con có thể thấy được, chúng con có thể nếm trải được, và chúng con cũng có sự khôn ngoan và sự sức giàu của Chúa để chúng con có thể huấn luyện, chúng con có thể truyền thụ, hầu cho anh chị em của chúng con khắp nơi cũng được dấy lên ở trong ơn của Ngài. Xin gia tăng đội ngũ của 5.000 người đã được huấn luyện của trường chữa lành. Chúng con xin Chúa Ngài cho để trong những ngày sắp đến, Chúa Giáo, số này sẽ được tăng gấp đôi ở trong ơn của Ngài, thì chúng con thấy khắp nơi trên thế giới anh chị em của chúng con sẽ trỗi dậy và sử dụng ơn của Ngài, quyền năng của Chúa, thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho, để chúng con sẽ rao giảng tin lành quyền năng của Chúa, và Chúa Ngài lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo và làm cho vững đạo, và chúng con sẽ thấy vô số người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Ngài trong những ngày sắp đến. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cha Giáo, con cũng dâng các nhóm, các hội thánh đơn giản ở trong tay của Ngài. Xin Chúa ban phước để khi anh chị em chúng con nhóm nhau lại, Chúa kết chặt tình thân ở trong Chúa. Chúa làm cho hội thánh của chúng con được lan rộng mạnh mẽ, mở rộng một mạng lưới để chúng con sẽ chăm sóc các tín hữu trong hội thánh và chuẩn bị sẵn sàng để chúng con có thể chăm sóc những người mới, cũng như chúng con mời họ để qua gạch nối của các hội thánh đơn giản, người ta sẽ đến được với hội thánh để nghe những sứ điệp của sự cứu rỗi mà chúng con có thể đãi họ chén của sự cứu chuộc trong mỗi ngày Chủ nhật. Và chúng con sẽ thấy nhanh chóng Chúa Giáo nhiều người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa trong ơn của Ngài. Ngài đã làm khắp nơi trên thế giới, xin Chúa cũng làm trên hội thánh của Chúa ở tại đây. Và bắt đầu với các nhóm đầu tiên này, xin Chúa Ngài ban phước một cách đặc biệt. Còn nhân mỗi trưởng nhóm ở trong tay của Ngài, mỗi thành viên ở trong tay của Chúa, xin Chúa Ngài ban phước để hội thánh đầu tiên đã phát triển nhanh chóng và hiệu quả như thế nào. Chính Chúa Ngài cũng làm việc với chúng con và khiến cho chúng con cũng kết quả và hiệu quả như vậy ở trong ơn của Ngài. Vì chúng con có cùng một Đức Thánh Linh, chúng con có cùng một phước hạnh được sử dụng danh của Chúa, chúng con có cùng lời dạy của Chúa để chúng con có thể giữ, chúng con có thể như hội thánh đầu tiên giữ lời dạy của các sứ đồ, rồi sự thông công bẻ bánh với các anh chị em của mình, cũng như sự cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban phước để trong mọi sinh hoạt chúng con sẽ được ơn của Ngài.
Lạy Chúa, Thánh Linh là đấng thấy và biết hết tất cả mọi sự. Xin Chúa đi trước và Ngài chính là giáo sư dạy dỗ, hướng dẫn đi chúng con thấy tất cả các nhóm đều có thể hoạt động một cách tốt đẹp. Và hội thánh của Chúa chúng con sẽ nhịp nhàng tấn tới ở trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con phó dâng tất cả các nhóm ở trong tay của Chúa. Mỗi chúng con trong tay của Ngài, và chúng con hướng về tương lai, cầu nguyện cho các tân tín hữu. Xin Chúa Ngài cũng ban phước cho họ khi đến với hội thánh, được gia nhập, được hưởng tất cả những phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban. Trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Và Ngài và chúng con hiệp lòng hiệp ý để cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa. Hội thánh của Chúa khắp nơi cũng được phước của Chúa. Và những gì Chúa Ngài ban cho VBC Houston tới đây, anh chị em cũng có thể đón nhận cho đời sống, cho chức vụ của mình, và tấn tới ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ở trong các buổi nhóm và chương trình cầu nguyện sắp đến của chúng ta. Chúa ban phước và hẹn gặp lại. Shalom. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.